棒。Hi boy, hi boy, surprise nha. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Sợ quá đi. Mình thấy có nhiều bạn bị gãy xương lắm. Cùng bắt đầu chữa trị ngay thôi. Người đầu tiên, hươu cao cổ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đánh nhau đến đau cổ rồi. Cổ của mình. Vậy là bạn đã bị thương cổ rồi. Ôi ôi ôi, cái cổ của mình. Đừng cố gắng quá. Để mình xem qua cái đã. Các bạn đã sẵn sàng cùng mình trị bệnh chưa nào? Mình nghĩ bạn đã bị gãy xương rồi. Hãy chụp X-quang nào. Được rồi, cùng đếm đến 3 nhé. 1, 2, 3. Ôi không, xương cổ đã bị gãy thành nhiều mảnh rồi. Cùng sắp xếp xương lại đúng vị trí nào. Kiểm tra thật kỹ kích cỡ và màu sắc rồi đặt chúng lại với nhau nào. Yeah! Tốt lắm! Hả? Không! Ôi, cổ của mình! Ôi không! Mình xin lỗi! Tập trung nào! Nào, cái to nhất trước! Được rồi, đó là cái xương cuối cùng. Woohoo! Xương cổ đã ngay ngắn trở lại. Bạn làm tốt lắm. Giờ mình sẽ băng cổ lại để nó mau lành nhé. Chọn cái nào cho đẹp đây ta? Được rồi, cái băng có hình cầu vồng nhé. Chữa xong rồi. Cầu vòng sắc màu. Hư cao cổ ngầu quá đi. Ủa? Hư cao cổ giờ thì cổ chẳng còn đau. Chữa xong rồi. Ê, mình rất thích cái băng cầu vòng này. Mình cảm ơn. Thật vui khi bạn thích nó, hươu cao cổ à. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi không thể bay, ôi đau quá đi. Ow, cánh của tôi. Bạn đã bị thương ở xương cánh rồi. Nhói quá, đau ghê. Đau quá đi. Bác sĩ ơi, liệu tôi có thể bay lại được không? Đừng lo mà, mình sẽ giúp bạn bay trở lại. Mình cần chụp X-quang để xem liệu bạn có bị gãy xương không. Một, hai, ba. Ủa? Xương cánh của bạn đã bị mòn rồi. Mình nghĩ bạn cần được phẫu thuật đó. Liệu phẫu thuật xong tôi có thể bay lại được không? Tất nhiên. Để mình giúp bạn nhé. Mình sẽ gây mê cho bạn và bạn sẽ không đau trong lúc phẫu thuật đâu. Trước tiên cần cạo sạch lông để mình thấy xương được rõ hơn nhé. Được rồi. Các bạn,
cùng tìm mảnh xương cánh đặt vào đây nhé. Cái này không đặt vào được. Cùng thử cái nhỏ hơn nào. Cái này thì quá nhỏ. Là một con rắn. Nó đây rồi. Giờ thì khâu lại nào. Nói những số giống nhau từ trên xuống dưới nhé. Đã khâu vết thương xong rồi. Cuối cùng, hãy đặt lông trở lại để không lộ vết thương nhé. Tuyệt vời! Phẫu thuật cánh đã thành công. Đại bàng ơi, tu du du tu du giờ đã bay, tu du du tu du lại được rồi, tu du du tu du phẫu thuật xong rồi. Wow, tôi bay lại được rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đang đi săn thì đâm phải tảng đá nè. Thì ra bạn đã gãy chân. Ôi ôi, chân tôi đau quá đi. Khủng long như tôi mà lại bị ngã lúc đi săn, xấu hổ quá đi. Không sao mà, ai cũng có sai lầm mà. Mình sẽ chữa cho bạn ngay. Mình sẽ chụp X-quang trước nhé. Được rồi, sẵn sàng nào. Rõ ràng rồi, chân của bạn đã bị gãy xương. Hãy sắp những mảnh xương bị gãy lại với nhau nào. Có đau lắm không? Hãy cố gắng xíu nha. Xong rồi. Để cho xương mau lành lại, mình sẽ bó bột để cố định chân của bạn lại. Dùng băng vải quấn vòng quanh nè. Xong rồi. Cuối cùng, mình sẽ lấy nạng chống cho bạn nhé. Bạn thích màu nào nè? Xanh. Tôi thích màu xanh dương kia, giống như hoa văn trên người tôi nè. Màu xanh là thích hợp nhất. Bạn khủng long, tu du du tu du giờ thì chân, tu du du tu du đã lành rồi, tu du du tu du chữa xong rồi. Cảm ơn, bạn giỏi lắm. Cảm ơn. Thật vui khi công tác chữa trị đều thuận lợi. Mọi người về cẩn thận nhé. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn, thật vui khi hôm nay được cùng nhau khám chữa bệnh. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Phải làm sao đây? Ôi ôi, nóng quá đi. Của tôi xưng đỏ lên rồi. Ôi không, bạn đã vô tình làm bỏng tay. Bạn nên cho tay ngay vào nước lạnh. Ôi ôi, đau quá đi. Cái tay của tôi xưng đỏ lên rồi. Vì bị ong đốt nên bạn thật đau. Mau lấy kim ra và rửa vết thương thật sạch. Ôi ôi, nóng quá đi. Nóng quá đi. Trong mặt thật đầy. Mệt quá đi thôi.
Ôi không, bạn đã đi rất lâu giữa trời nắng, tìm nơi bóng râm nghỉ ngơi đi nào. Ôi ôi, đau quá đi. Ôi mắt của tôi, đau quá đi thôi. Ôi không, đã có chi bay vào mắt, đừng cho tay vào giữa ngày đi nào. Bạn ơi hãy nhớ mỗi khi bị đau, mau đến bên bác sĩ ngay nhé bạn. Hứa đó nha. Chào các bạn, nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Không biết hôm nay ai sẽ tới khám bệnh đây? Hả? Ồ, mình nghĩ một vài người bạn bị bệnh đã tới rồi. Ôi không, cho mọi người bệnh nặng quá, phải vào chữa bệnh nhanh thôi. Theo mình nào, các bạn. Người đầu tiên, cá mập mẹ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã vô tình bị bỏng nước rồi. Nóng quá, ôi. Bạn đã bị bỏng nước rồi. Ôi, đau quá đi. Vây của cá mập mẹ sưng phồng lên rồi. Y tá, hãy sẵn sàng công tác chữa trị nào. Các bạn, chúng mình cùng nhau giúp cá mập mẹ thấy đỡ hơn nha. Cá mập mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? Tụi con sẽ chữa cho mẹ, mẹ sẽ thấy đỡ đau hơn. Đầu tiên, cùng làm mát chỗ bị phỏng dưới vòi nước sạch. Ồ, có tới 2 cái vòi nước kìa. Nên dùng cái nào đây? Cái đầu tiên hay cái thứ hai? Được rồi, cùng thử cái thứ hai nhé. Hả? Sao nước không chảy ra gì hết vậy? Ôi trời, sợ quá đi. Là một con rắn đáng sợ. Con xin lỗi cá mập mẹ, con sẽ chữa lại cho mẹ ngay. May quá đi, vây của cá mập mẹ đỡ phòng rồi. Nào, cùng thoa ít thuốc mỡ lên chỗ bị phồng nước nhé. Ôi, âu, âu, âu. Ôi không, có đau lắm không mẹ? Cố gắng xíu nhé. Wow, chỗ phòng nước đã xẹp rồi. Cuối cùng, hãy băng vết thương lại để không bị nhiễm trùng nhé. Các bạn, cùng chọn một màu yêu thích nào. Màu cam hả? Được thôi. Xong rồi. Cá mập mẹ đúng là dũng cảm. Nó sẽ không đau nữa đâu. Giờ thì chẳng chẳng còn đau. Chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá và các bạn à, cảm ơn nhiều lắm. Thật vui khi mẹ đã đỡ hơn. Lần sau nhớ cẩn thận với nước nóng để không bị đau nữa nhé. Người thứ hai, Ping Phong, xin mời vào. Chữa trị cho Ping Phong thật nhanh để vết thương không trở nặng nhé. Cố lên nhé Ping Phong.
mình sẽ giúp bạn thấy đỡ hơn nè. Các bạn hãy cùng làm sạch vùng da xung quanh vết thương trước nhé. Ôi, đau quá. Sạch sẽ rồi. Ồ, bạn làm tốt lắm. Cùng thoa thuốc lên nào. Vết thương sắp lành rồi nè. Hả? Cuối cùng, chúng ta hãy dán băng cá nhân lên vết thương nhé. Biên Phong, bạn thích loại băng cá nhân nào? Mình muốn cái băng có hình khủng long. Wow, Biên Phong đã khá hơn rồi. Biên Phong, tu 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 tu, giờ thì chẳng, tu 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 tu, chẳng còn đau, tu 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 tu, chữa xong rồi. Cảm ơn các bạn, giờ mình có thể đi chơi được rồi. Tụi mình rất vui khi Biên Phong đã cảm thấy khỏe hơn. Người thứ ba, cá mập ba, xin mời vào. Gì đây, tại sao phải đến đây? Tôi ho sổ mũi, tôi đã bị cảm rồi. Ôi lạnh quá. Ồ, hình như bạn đã cảm rất nặng. Ôi không, ôi không. Các bạn hãy cùng nhau chữa trị để cá mập ba có thể khỏe lại nhé. Hãy dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cá mập ba trước nào. Ôi không, ba đang bị sốt cao. Hãy mau hạ nhiệt độ của cá mập ba xuống nào. Ôi, chúng ta hãy xử lý nước mũi màu vàng đi nào. Quái vật nước mũi. Cùng loại bỏ quái vật nước mũi nhanh nào. Wow, quái vật nước mũi đã bị hút sạch rồi. Y tá, bạn làm tốt lắm. Cá mập ba có sao không? Các bạn cùng chữa viêm họng cho cá mập ba nhé. Ôi không, vi khuẩn xấu xa. Hãy tiêu diệt những tên vi khuẩn này bằng cách xịt thuốc nào. Vi khuẩn đã bị tiêu diệt. Cuối cùng, ba cần được tiêm một mũi thuốc nữa là xong. Y tá ơi, hãy chuẩn bị ống tiêm nào. Khoan đã, tôi nghĩ tôi khỏe hơn rồi. Đừng lo, cá mập ba nè. Bạn y tá sẽ đảm bảo mũi tiêm không đau đâu. Chỉ chăm chích một tí thôi. Tí thôi nè. Wow, xong rồi nè. Hả? Không thấy đau xíu nào luôn. Mập ba, tu du du tu du, giờ thì đã tu du du tu du, khỏe mạnh hơn tu du du tu du, chữa xong rồi. Tôi thấy khỏe rồi, bệnh cảm đã hết rồi. Thật vui khi thấy mọi người đã khỏe hơn. Ô, cảm ơn bác sĩ và y tá. Các bạn cảm ơn rất nhiều vì đã cùng mình chữa trị cho các bệnh nhân hôm nay. Lần sau hãy cùng mình chữa bệnh cho mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Một một bốn, một một bốn để gọi xe cứu hỏa. Một một bốn, một một bốn, một một bốn để gọi xe cứu hỏa. Một một bốn. Tôi là chú voi cứu hỏa đây, chiến đấu hết mình dập lửa cháy. Sẵn sàng, phải thật mau lên đường. Một, che kín mũi với miệng. Hai, đi thấp dưới khói trên đầu. Ba,
nhanh tới lối thoát ngay trước mặt. Giữ bình tĩnh, không quên, không quên. 114 để gọi xe cứu hỏa. 114 114 để gọi xe cứu hỏa. 114 Tôi là chú voi cứu hỏa đây, chiến đấu hết mình dập lửa cháy. Dạ có cháy, giúp con với. Sẵn sàng, quay thật mau lên đường. 1 Không đi lung tung và 2 Nằm thấp xuống sàn nhà. 3 Lăn qua lăn lại vào. 114 để gọi xe cứu hỏa. 114 Làm tốt lắm các cháu. Wow. Nào, mau tới đây. Hãy cùng làm theo mình, kéo quần ngoài rồi kéo quần trong, tới ngồi vào trên bô nhà. Si si si. Tất cả trượt xuống chiếc bô xinh. Li ti li ti li ti. Rồi đi tạm biệt li ti để mình tiếp tục. Rồi đi nhanh nhanh li ti si si bên trong chiếc bô. La la la. Rồi đi nhanh nhanh li ti si si bên trong chiếc bô. Cùng nhau chơi đi. À. Nào, mau tới đây. Hãy cùng làm theo mình, kéo quần ngoài rồi kéo quần trong, tới ngồi vào trên bô nhà. Y y y. Tất cả trượt xuống chiếc bô xinh. Nhớ rồi thật sạch sau mỗi lần. Trôi đi tạm biệt nhanh lên để mình tiếp tục. Trôi đi nhanh nhanh li ti si si bên trong chiếc bô. La la la. Trôi đi mau mau trôi theo nước kìa bên trong chiếc bô. Cùng nhau trôi đi. Trôi đi nhanh nhanh li ti si si bên trong chiếc bô. La la la. Trôi đi mau mau nhanh nhanh lên vì em phải đi. La 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 la. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau giúp cho những bệnh nhân khỏe mạnh lại nhé. Hả? Không biết hôm nay ai sẽ tới bệnh viện đây. Ôi! À, là những bạn thú ăn thịt. Sợ quá đi. Nhưng mà trong họ rất cần sự giúp đỡ đó. Các bạn cùng đi vào bệnh viện nào. Người đầu tiên mời sư tử vào trong. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đã đánh nhau với bạn hồ nè. Đầu bạn bị thương đau lắm đúng không? Nhức quá đi thôi, ôi đau quá đi. Mình sẽ giúp bạn ngay thôi. Các bạn cùng giúp mình và y tá chữa bệnh nữa nhé. Hả? Khuôn mặt và cái bờm của tôi trông tệ quá. Bạn sẽ sớm hồi phục sau khi được chữa trị thôi nè. Hãy lau mặt trước đã. Được rồi, mặt của bạn đã sạch sẽ rồi. Dốt, đúng là gương mặt đẹp trai. Để mình xem qua vết thương nhé. Hả? Kính lúp và thuốc ở đâu rồi ta? Phải đây không? Ngon quá đi. Ôi, đó không phải kính lúp mà là bánh kẹo. À, có nhiều vi khuẩn quá kìa. Âu, 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 âu. Bạn làm tốt lắm. Bạn sắp khỏe lại rồi đó. Giờ cần dán thêm băng cá nhân để ngăn vi khuẩn xâm nhập lại vào vết thương. Xong rồi. Giờ bạn sẽ không còn đau nữa.
Bạn sư tử châu đâu đâu tu đâu giờ thì đã châu đâu đâu tu đâu chẳng còn đâu châu đâu đâu tu đâu chớ xong rồi. Woohoo, cảm ơn đã chữa cho tôi. Giờ tôi có thể đi chơi được rồi. Thật vui khi bạn đã khỏe trở lại. Từ giờ về sau đừng đánh nhau nữa nhé. Các bạn nên hòa thuận với nhau. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đau ở đùi khi đi bắt cá nè. Ow, ow. Vậy là bạn đã bị cá cắn đuôi. Ôi, 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 đau quá đi. Trông có vẻ đau lắm đây. Tụi mình sẽ giúp bạn đỡ đau. Trước tiên, ta cần gỡ những con cá ăn thịt đáng sợ này ra. Phải làm sao đây ta? Ôi đau quá đi. Cố lên nào. Y tá đang giúp bạn gỡ cá ra nhanh thôi. Một, hai, ba. Xong rồi. Giỏi lắm các bạn. Đã gỡ được hết cá ăn thịt ra rồi. Cùng thoa thuốc lên chỗ vết thương để sát khuẩn cho nó nhé. Hả? Có hai loại thuốc để chúng ta sử dụng. Ta nên chọn cái nào đây? Được rồi, hãy chọn tiếp thứ hai nào. Ồ, cái gì vậy? Chữa cho mình nhanh đi. Ôi không, đó không phải là thuốc, đó là sơn. Mình xin lỗi, mình sẽ thoa thuốc lên ngay thôi. Ow, 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 ow. Đau lắm phải không? Sẽ mau hết thôi. Ta cần dùng băng vải để băng vết thương lại, để nó không bị nặng thêm. Bạn thích băng vải màu gì nè? Được rồi, hãy chọn màu tím nhé. Wow, các bạn, nhờ các bạn mà báo đốm khỏe lại rồi. Bạn bao đốm chu đu 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 giờ thì đã chu đu 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 chẳng còn đau chu đu 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 chữa xong rồi. Cái đu tuyệt vời của mình đã trở lại. Bác sĩ, y tá, các bạn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình sẽ giúp bạn ngay. Chúng ta phải lấy gai nhọn ra trước đã. Các bạn cùng lấy gai ra từ từ và cẩn thận nào. Cái gai này đâm sâu quá. Ồ, còn một tí nữa thôi các bạn ơi. Được rồi, thật tuyệt vời. Ôi, đau quá. Đã lấy gai ra hết rồi. Chắc là đau lắm đây. Nhưng bạn làm tốt lắm. Nào, cùng thoa thuốc lên nhé. Đã loại bỏ hết vi khuẩn rồi. Y tá, bạn thật tuyệt vời. Với thuốc này thì vết thương của bạn sẽ mau lành thôi. Gần xong rồi. Ta cần lấy băng vải để băng lại nữa. Vậy là đã chữa xong rồi. Bạn sẽ hồi phục nhanh thôi. Mừng quá đi. Bạn gấu cười lại rồi kìa. Là bạn gấu.
bạn nhớ đi đường cẩn thận nhé. Đừng quên nhìn trước nhìn sau đó. Các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn bác sĩ và y tá. Nhờ các bạn, chúng ta đã chữa trị cho họ khỏe lại rồi. Lần sau, cùng giúp bọn mình chữa bệnh nữa nhé. Tạm biệt. Rửa bàn tay, rửa chúng đi. Xà phòng trên tay, lấy chúng đi. Nào xoa tay, nào xoa tay, xoa cái tay. Rửa tay thôi, rửa tay thôi, hãy rửa tay. Làm khô tay, làm khô tay, lau cái tay. Chúng ta làm gì nữa? Che tay, che tay, nào hãy che tay, sẽ không sao, ta an toàn. Nào ta giữ sức khỏe, nào ta giữ sức khỏe, nào ta giữ sức khỏe của ta, giữ gìn sức khỏe. Oh yeah. Chơi trò đuổi bắn và cùng lang thang to. Dừng lại, nào cùng nhau ta giữ trật tự bàn nhé. Không hò hét nè ở những nơi công cộng, không đùa chơi nhé ở trong thư viện nè. Hãy nhớ đừng pha phanh, nào cùng vào đôi giữ gìn trật tự. Này, cùng chơi ném rác qua lại nào. Đừng làm bậy ở đây chứ. Trật tự mọi nơi, wow, trật tự nơi công cộng. Giữ trật tự mọi nơi, wow, trật tự nơi công cộng. Áo công viên. Ôi trời nắng đẹp thật là vui ghê, nào cùng đi picnic. Hay cùng nhau chơi trò ném rác và mình cùng bay cho đi. Dừng lại, nào cùng nhau ta giữ trật tự bàn nhé. Không được xa rác nè ở những nơi công cộng, không được bay cho đây nhé áo công viên. Hãy nhớ đừng pha phanh, nào cùng vào đôi giữ gìn trật tự. Giữ trật tự mọi nơi, wow, trật tự nơi công cộng. Giữ trật tự mọi nơi, wow, trật tự nơi công cộng. Cá mập mẹ tu tu du 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 du. Cá mập ba tu tu du 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 du. Ba ơi, ơi. Cá mập ba tu tu du 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 du. Cá mập ông tu tu du 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 du. Cùng đi săn tu tu du 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 du. Đi săn nào. Khoan đã. Hả? Cá mập cô tu tu du 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 du. Cá mập cô tu tu du 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 du. Cá mập cô tu tu du 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 du. Cá mập cô. Cá mập chu du 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 du. Cá mập chu du 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 du. Cá mập chu du 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 du. Cá mập chu. Cá mập anh em chu du 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 du. Cá mập anh em chu du 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 du. Cá mập
anh em chu đu 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 cá mập anh em cùng đi săn chu chu đu 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 cùng đi săn chu chu đu 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 cùng đi săn chu chu đu 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 đi săn nào nào chạy mau chu chu đu 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 nào chạy mau chu chu đu 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 nào chạy mau chu chu đu 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 nào chạy mau là mày tu tu đu 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 thật là mày tu tu đu 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 thật là mày tu tu đu 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 thật là mày vậy là hết tu tu đu 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 vậy là hết tu tu đu 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 vậy là hết tu tu đu 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 vậy là hết. Cảm ơn về bữa ăn ngon ngon ăn vào và nhai ngon ngon thật nhiều dinh dưỡng ngon ngon ăn vào và nhai. Ăn thật nhiều bà nhé. Ngon ngon. Ăn cho nhiều đừng kén tròn. Ăn thôi bữa ăn khỏe mạnh. Ăn ngon lành đừng khóc nhè. Nhưng món rất ngon đó nha. Bông cải xanh rồi cà chua. Hành tây ớt chuông rồi đậu đen. Ngồi ngay ngắn rồi ăn sạch. Ăn thôi bữa ăn khỏe mạnh. Đồng ý. Căng nhai rau thịt cho kỹ càng. Ăn hết luôn. Ăn cho nhiều đừng kén tròn. Ăn thôi bữa ăn khỏe mạnh. Đừng khóc là những món rất ngon đó nha. Rau pina và khoai tây, cà rốt, nấm rơm và rau cải nữa. Nhiều món ăn cho ta thêm sức khỏe. Vậy nên cùng ăn nha. Đồng ý. Ngon ngon ăn vào và nhai. Ngon ngon thật nhiều dinh dưỡng. Ngon ngon ăn vào và nhai. Hãy ăn thật nhiều bạn nhé. Cất đồ chơi vào thôi. Cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào. Cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào. Nào mình cùng cất bông, cất thập luôn đi nha. Cất những chiếc sâu này. Tốt lắm các con. Cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào. Cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào. Dọn dẹp những hình non, ta dẹp xe đạp nhé. Cất luôn những chiếc vợt. Tốt lắm các con. Cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào. Cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào. Cùng dọn dẹp đất sét, ta dẹp luôn hình xếp. Cất luôn bút sáp màu. Tốt lắm các con. Cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào. Cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào. Cùng dọn dẹp ly nha, ta dẹp luôn khói gỗ. Cất sạch nhanh đi nào. Tốt lắm các con. Cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào. Cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào, cùng cất đồ chơi đi nào. Sắp rồi. Bánh răng sẵn sàng, ống kem sẵn sàng, chải răng. 1, 2, 3, 4. Cực 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 chải răng đi, lên và xuống xoay vòng chải đi. Mình chải răng sau bữa ăn này. Chải răng. Cực 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 chải răng đi, phía bên trái bên phải ta. Nhột nhột quay chả lười của mình. Thật mát. Cực 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 chải răng đi, lên và xuống xoay vòng chải đi. Mình chải răng trước khi chúng mình lên giường. Chải răng. Cơ chạy răng đi, phía bên trái bên phải ta. Ta xúc miệng ta với nước này. Oh sạch. La 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 la. Ta sẽ giúp cho bạn đánh răng. Yeah. La 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 la. Sáng sạch bóng như ngọc trai và cười lên. Cơ 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 chạy răng đi, bạn và ta cùng với nhau nào. Nào hãy nhớ hãy đánh sạch răng.
bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Alo? Bác sĩ ơi, khỉ con đang nhảy trên giường kia kìa. Ôi không, nhảy ở trên giường nguy hiểm lắm đó. Kìa nhìn xem khi con đang nhảy trên giường. Ôi ngã rồi ngã ngay xuống sàn. Ôi đau quá đi. Ôi không, khỉ con à, mời tới bệnh viện đi nào. Khỉ con số 1, xin mời vào. Cùng chữa cho bạn ngay thôi. Các bạn cùng nhau chữa bệnh cho khỉ con nhé. Trước tiên mình cần xem qua bên trong đầu của bạn ấy. Được rồi, mình sẽ chụp một bức ảnh nhé. Tụi mình sẽ chữa để bạn không thấy chóng mặt nữa. Tuyệt! Ta hãy kiểm tra xem đã khá hơn chưa nào. May quá, không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều đó. Bạn cần được truyền dịch và nghỉ ngơi ở đây một tí nè. Hả? Cái nào là túi truyền dịch đây? Có phải cái ở trên không? Ôi, chóng mặt quá. Ồ, là một cái bong bóng, không phải túi truyền dịch. Xin lỗi, mình sẽ tìm ra túi truyền dịch ngay thôi. Khỉ con ơi, bạn thấy sao rồi? Mình vẫn thấy chóng mặt và đau đầu lắm. Mình nghĩ bạn cần một ít thuốc nữa. Các bạn, ta cần tìm một viên thuốc có hình rắn ốc và viên thuốc khác có hình sấm sét. Hãy giúp mình nhé. Được rồi. Hả? Bạn thấy sao rồi? Khỏe hơn chưa? Bạn khi con tu 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 giờ thì đã tu 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 khỏe mạnh hơn tu 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 chữa xong rồi. Wow, mình không còn chóng mặt nữa. Từ giờ trở đi đừng nhảy trên giường nữa nhé. Mình nhớ rồi. Bạn bị gì đây, tại sao phải đến đây? Mình ngã xuống đất khi nhảy trên giường. Đôi của mình à. Mày là bạn đã bị đau ở đuôi. Mau mau giúp mình nào. Ôi ôi ôi. Đừng lo lắng nè. Tụi mình sẽ giúp bạn mau khỏe lại. Trước hết hãy chụp X quang để xem đuôi của bạn có sao không nhé. Mình chuẩn bị chụp nhé. Mình sẽ đếm đến 3, đừng chuyển động nhé. 1, 2. Bác sĩ ơi, mình sợ quá. Ồ, bạn đừng sợ, không có đau đâu. Chỉ chụp một cái là xong ngay thôi. Được rồi, mình chuẩn bị chụp đây. 1, 2, 3. Ôi không, xương đuôi của bạn bị gãy rồi. Chắc là đau lắm phải không? Mình sẽ giúp bạn nắn xương lại nhé.
giỏi lắm. Giờ ta hãy chụp ít quang thêm lần nữa để xem xương đã ổn chưa nhé. Wow, xương của bạn đã trở lại bình thường rồi. Mình không sao rồi hả? Đúng vậy, giờ thì ta sẽ bó nẹp để cố định đuôi lại cho xương mau lành nhé. Bó nẹp đuôi, xong rồi. Cuối cùng, bằng cái đuôi lại nào. Wow, những trái tim dễ thương kìa. Y tá rất mong bạn sẽ mau khỏe đó, khỉ con à. Bạn khỉ con, tu đu đu tu đu, giờ thì đuôi tu đu đu tu đu chẳng còn đau, tu đu đu tu đu chữa xong rồi. Nhớ là hãy cẩn thận với cái đuôi của bạn trong thời gian này nhé. À hả? Oh, đau quá. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đang ngã cái mông xuống sàn. Đau quá. Bạn đã bị thương ở sau cái mông. Ôi ôi, nhức quá, đau quá đi. Mông của khỉ con bị bầm rồi kìa. Cùng chữa trị nhanh nào. A, à, vi khuẩn kìa. Hãy xét trùng trước nào. Tiếp theo, hãy thoa thuốc lên. Nào, hãy dán băng cá nhân lên để vết thương không trở nặng nhé. Nhưng mông của bạn vẫn còn bầm. Hãy cùng chườm đá lạnh để giúp cho nó hồng hào trở lại nhé. Có tới 2 túi đá. Các bạn, ta nên chọn túi nào đây? Được rồi, hãy chọn cái túi thứ 2 nào. Đó không phải là túi đá, đó là xà phòng. Xin lỗi, mình sẽ tìm lại túi đá khác cho bạn ngay. Đây, tôi đã tới rồi đây. Lạnh quá. Mau lành quá đúng không? Mông của khỉ màu đỏ. Bạn khỉ con, tu 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 tu, giờ thì mông tu 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 chẳng còn đau, tu 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 chữa xong rồi. Wow, giờ mình có thể nhảy bằng mông luôn nè. Nó không còn đau nữa rồi. Được rồi mọi người, nhớ lời mình dặn hôm nay chứ. Không được. Nhảy trên giường nữa. Các bạn nhớ chơi đùa thật vui và an toàn. Lần sau cùng giúp mình trị bệnh cho mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Cùng đến đây nào, cùng đến đây nào, cùng nhau phá phách, mau mau ra đây. Ta thích phá phách, ta thích phá phách, loài người hãy xem ta này. Con sông này, con tay này, đây là những điều ta thích. Không giữa tay này, tay bắn qua này, là những điều ta rất thích. Đúng rồi, ta sẽ xâm chiếm thế giới. Ôi đau da dày, ôi đau da dày, ôi đau da dày quá, ôi đau quá. Phát sốt luôn rồi, nhanh lên đi nào, da dày tôi đau quá. Ôi không, bạn bị ngộ độc thức ăn rồi. Nhớ rửa tay khi ăn này, nhớ rửa thật sạch đây. Hãy chắc chắn rằng nấu chín thức ăn thật là giỏi lên nha. Ôi không, có chuyện gì vậy? Ôi ôi chạy nào, ôi ôi nhanh nào, ôi ôi chạy nhanh lên. Ôi ôi chạy nào, ôi ôi nhanh nào. Ta sẽ trở lại. Xin trái răng, lên xuống nhà. Trái ở trên, ở dưới luôn, trái đều răng. Lên xuống đều.
sạch đều các má vòng thoa trong ngoài. Chạy ở trên ở dưới luôn chạy đều răng. Cầm chắc bàn chạy lên xuống đều. Cùng chạy răng đều cho răng thêm sạch khỏe. Bên trái bên phải giữ những chiếc răng. Răng trước phía sau sạch đều cùng nhau. Xin chạy răng lên xuống nhà. Chạy ở trên ở dưới luôn chạy đều răng. Lên xuống đều đều các mắt. Chạy ở trên ở dưới luôn chạy đều răng. Nào cùng chúng mình, mình chạy răng nhé. Răng tôi luôn luôn, mẹ cũng vậy, bảo vệ răng nhé. Và bố nữa, ngoài vào trong từ dưới lên trên, từ trái sang phải thật nhanh chóng, thật sáng bóng. Xin chạy răng lên xuống nhà. Chạy ở trên ở dưới luôn chạy đều răng. Lên xuống đều đều các mặt. Chạy ở trên ở dưới luôn chạy đều răng. Đi cắm trại, ta vui cắm trại, ta đi cắm trại, hãy nhớ lấy. Không nên lại gần lều còn chưa cất xong. Hãy nhớ coi chừng cọc nhọn và dây dài. Chưa nên lại gần và chơi với lửa nhà. Nóng lắm coi chừng bạn hãy nhớ đo nhà. Cẩn thận đó. Chạy thăm đi nào, mình cùng ngồi trên cỏ xanh. Hãy nhớ mang theo bình xịt xua đuổi côn trùng. Em có thật nhiều màu và trái cây lạ. Không không coi chừng bạn đừng có chạm vào. Cũng đừng có ăn nha. Không bơi vào dòng suối nha. Không được. Khi có vật gì rời khỏi tay, lấy giúp con với. Khi mưa rồi cùng tìm nơi trú ẩn nào. Cứ đừng chờ thời tiết khá hơn. Ta đi cắm trại, ta vui cắm trại, ta đi cắm trại, hãy nhớ lấy. Yeah. Vậy thôi. Chào buổi sáng cùng nhau hát vang. Chào buổi sáng cùng nhau ca lên nào. Nhìn kìa ông mặt trời đã lên rồi. Dậy đi thôi. Dậy đi thôi. Chào buổi sáng nhé mẹ yêu. Sáng thức dậy cùng nhau yêu thương nhiều. Chào buổi sáng ca mập ba. Sáng thức dậy cùng nhau ta hát ca. Thức dậy nào và nói xin chào. Hãy cùng nhau nói câu xin chào. Và cùng nhau chào buổi sáng nào. Hãy nói câu chào buổi sáng nào. Chào buổi sáng cùng nhau hát vang. Chào buổi sáng cùng nhau ca lên nào. Nhìn kìa ông mặt trời đã lên rồi. Dậy đi thôi, dậy đi thôi. Xin chào cá mập con. Chào buổi sáng. Xin chào rùa con. Buổi sáng vui vẻ. Hả? Nhưng lúc tôi thấy không vui. Nhưng lúc tôi thấy khó chịu. Nhưng lúc mà không thể giữ bình tĩnh nữa rồi. Không thể. Nhưng lúc tôi thấy tức giận, tôi sẽ có cách này. Hãy nhớ hít sâu vào và hãy đếm cùng tôi nào. 1 2 3. Thấy khá hơn rồi, thấy tốt hơn rồi, hãy đếm theo tôi nào. Mình xin lỗi. Không sao đâu. Sao em dám? Nhưng lúc tôi thấy không vui. Nhưng lúc tôi thấy khó chịu. Nhưng lúc mà không thể giữ bình tĩnh nữa rồi. Nhưng lúc tôi thấy tức giận, tôi sẽ có cách này. Hít thật sâu vào và đếm cùng tôi nào. 1 2 3. Thấy khá hơn rồi, thấy tốt hơn rồi, hãy đếm theo tôi nào. Nữa nha. Em xin lỗi. Mình không đợi được nữa đâu. Nhưng lúc tôi thấy không vui. Nhưng lúc tôi thấy tức giận. Nhưng lúc mà không thể giữ bình tĩnh nữa rồi. Quên đi. Nhưng lúc tôi thấy tức giận, tôi không biết làm thế nào. Hả? Hãy thư giãn nào và hãy đếm cùng tôi nào. 1 2 3.
bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, an toàn là trên hết. Bình an, bình an, bình an, bình an, biệt đội biên phòng. Yay! Băng qua bao gian nguy ta lên đường thôi, bảo vệ mọi người luôn luôn. Tụi mình tới đây. Bình an, bình an, bình an, bình an, biệt đội biên phòng. Yay! Gọi liên tụi mình gọi thật to. Khi bạn cần sự giúp sức, tụi mình đây. 1, 2, 3, đi thôi. Bình an, bình an, bình an, bình an, biệt đội biên phòng. Yay! Mau mau trên xe khi ta gặp một người lạ, bạn phải gọi thật to, không phải về xin phép bố mẹ. Bình an, bình an, bình an, bình an, biệt đội biên phòng. Yay! Luôn luôn không qua nhà số điện thoại khẩn cấp 113. Bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Bác sĩ ơi, giúp chúng tôi với. Hả? Là những quái vật Halloween đáng sợ. Nhưng đáng sợ quá. Nhưng hãy can đảm lên để còn chữa bệnh cho họ nào. Người đầu tiên, ma cà rồng, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Ta đã bị gãy răng rồi. Âu âu. Ồ, nhìn kìa, răng anh đã gãy rồi. Đau quá đi, ta không thể nhai. Làm ơn chữa cho ta, để ta còn hút máu nữa. Máu hả? mình sẽ chữa ngay thôi. Mình sẽ chụp X quang để xem tình trạng chỗ răng bị gãy của bạn. Đây rồi. Ôi không, răng nanh của bạn đã bị gãy hết rồi. Nếu để như vậy thì nguy hiểm lắm. Các bạn cùng nhổ răng nanh bị gãy ra nhé. Oh. Oh. Xong rồi. Cuối cùng mình sẽ trồng lại răng nanh mới. Ta là ma cà rồng đáng sợ, nên hãy chọn răng thật nhọn nhé. À. Wow, răng nanh mới của bạn trông tuyệt quá. Ma cà rồng ơi, chu đu đu tu đu giờ đã có, chu đu đu tu đu răng nanh mới, chu đu đu tu đu chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá, các bạn có muốn uống một ngụm máu tươi cùng ta không? Không, không, cảm ơn. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Hôm qua tôi đã nhảy rất nhiều. Ồ, cái gì vậy? Nhìn kìa, bộ xương bạn đang yếu đi. Tôi rất muốn nhảy múa, hãy giúp tôi. Thôi không, có trường hợp khẩn cấp, hãy mau đến phòng cấp cứu thôi. Nào, từng bước một, hãy đặt bộ xương về đúng chỗ nhé. Cái này trông như xương sườn vậy. Đúng rồi, đúng là xương sườn rồi. Còn cái này trông như là xương chậu vậy. Đúng rồi. Yay, xương sọ nữa, giỏi lắm. Cùng xếp xương bàn chân nào. Bạn có đang xếp đúng không đó bác sĩ? Sợ quá đi. Đây không phải là bàn chân mà là bàn tay. Mình nhầm lẫn rồi.
xương bàn tay nằm ở cuối cánh tay. Và cái này là xương bàn chân. Xong rồi. Vui quá. Bộ xương đã chuyển động trở lại. Bộ xương ơi, tu đu đu tu đu, giờ bạn đã tu đu đu tu đu hồi phục rồi, tu đu đu tu đu chữa xong rồi. Wow, giờ bạn có thể nhảy múa trở lại rồi. Uhu, cảm ơn. Người tiếp theo. Ồ, mà sói. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã đâm đầu vào cành cây nhọn. Âu, đau quá. Âu. Nhìn đầu bạn xem đang có vết thương. Đau quá đi thôi, xin hãy giúp tôi. Âu. Ồ, nào, bình tĩnh lại. Chắc là đau lắm. Mau giúp bạn ấy nào. Ta cần dọn cái mảnh nhện kia đã. Bạn chắc hẳn là đang đau lắm phải không? Mình sẽ giúp bạn làm sạch vết thương để nó không trở nặng nhé. Sẽ hơi đau một tí thôi. Âu. Xong rồi. Mình nghĩ bạn cần khâu 4 mũi. Cố lên nhé. Sẽ xong ngay thôi. 1 2 3 4. Những mũi khâu thật đẹp. Mình sẽ dán băng cá nhân lại ngay. Dán băng cá nhân lên vết thương nè. Hoàn thành rồi. Bạn giỏi lắm, ma sói à. Bạn ma sói, tu đu đu tu đu, giờ thì đã tu đu đu tu đu chẳng còn đau, tu đu đu tu đu chữa xong rồi. Cảm ơn rất nhiều. Không có gì. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã bị thuốc độc văng lên mặt. Mặt bạn bị sưng lên những đom to. Nhất quá đi thôi, ơi đau quá nè. Cố gắng chịu đau một xíu nhé. Để mình xem qua cái nào. Các bạn cùng nặng những cái mụn ra nào. Đầu tiên dùng kim nhọn chọc thủng nè. Xong rồi. Giờ thì hãy nặng chất độc bên trong những chỗ mụn kia ra hết nhé. 1 2. Xong rồi. Giờ thì bôi thuốc lên vết thương cho nó không để lại sẹo nhé. Wow, mặt bạn sạch đẹp lại rồi. Bạn phù thủy tu đu đu tu đu, nhưng nguồn nước tu đu đu tu đu đã biến mất, tu đu đu tu đu chữa xong rồi. Cảm ơn rất rất nhiều. Tôi sẽ tặng bạn một món quà. Đây là con mắt dơi quý giá của tôi. Cảm ơn. Giờ thì tôi đây đây. Mọi người về nhà cẩn thận nhé. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hôm nay là một ngày thật tuyệt. Nhờ tất cả các bạn đó. Lần sau cùng mình giúp đỡ mọi người nữa nhé.
tạm biệt. Này bạn bạn thích món gì, này bạn bạn thích món chi, này bạn bạn thích nhất món gì. Này bạn bạn thích món gì, này bạn bạn thích món chi, này bạn bạn thích nhất món gì. Mình thì thích bánh mì, mình thì xúc xích nè, mình thích nhất những quả cà chua. Mình thì thích bánh mì, mình thì xúc xích nè, mình thích nhất những quả cà chua. Bạn thích món gì, này bạn bạn thích món chi, này bạn bạn thích nhất món gì. Này bạn bạn thích món gì, này bạn bạn thích món chi, này bạn bạn thích nhất món gì. Mình thì rất thích ngô, mình thì phô mai nè, mình thích ăn những quả rau tây. Mình thì rất thích ngô, mình thì phô mai nè, mình thích ăn những quả rau tây. Mình muốn thêm ngô nè. Mình muốn rắc phô mai lên nè. Đừng quên bỏ bánh vào lò nướng nha. Thơm quá. Ta-da, bánh pizza đây. Dao tay của mình đâu? Để ăn tráng miệng nha. Sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hả? Ồ, mình nghĩ những người bạn bị bệnh đã tới rồi. Bác sĩ ơi, giúp chúng tôi với. Ồ, các bạn, cùng bắt đầu trị bệnh ngay nào. Người đầu tiên, cá mập bà, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã lỡ ăn quá nhiều bánh xò. Ngoằm ngoằm, ôi bao tử của tôi. Bạn đã bị đau bao tử vì ăn quá nhiều. Ôi, 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 bao tử của tôi. Đừng lo, con sẽ giúp bà thấy khỏe trở lại. Các bạn sẵn sàng chưa nào? Hãy cùng nhau giúp cá mập bà thấy khỏe trở lại nhé. Ôi, bao tử của tôi. Cố gắng nào, cá mập bà. Tụi con sẽ giúp bà chữa bệnh, sẽ đỡ ngay thôi. Cùng nhau khám bao tử cho bà nhé. Ống nghe của mình đâu rồi nhỉ? Xem nào. Trái tim thì bình thường nè. Ôi không, mình nghe thấy tiếng bụng sôi rồi nè. Không được rồi. Y tá, chuẩn bị mũi tim nào. Tim sao? Ôi trời. Đừng lo mà, sẽ không đau tí nào đâu. Sẽ nhanh thôi mà. 1, 2, 3. Ôi ôi, bà xin lỗi. Đừng lo ạ. Cuối cùng, con sẽ cho bà uống thuốc nhé. Y tá, hãy chuẩn bị thuốc bột nào. Hãy mở gói thuốc ra nào. Cẩn thận pha thuốc với nước nhé. Và... wow, thuốc đã pha xong rồi. Các bạn chỉ uống thuốc khi được bác sĩ chỉ định thôi nhé.
và chỉ ăn một lượng vừa đủ thôi. Nhớ chưa nào? Nào, uống thuốc đi, cá mập bà. Ồ, đắng quá đi. Ồ, bao tử khỏe hơn rồi. Cá mập bà, tu 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 tu, giờ bao tử tu 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 tu, chẳng còn đau tu 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 tu, tiêu hóa hết rồi. Bà thấy khỏe hơn rồi. Cảm ơn rất nhiều. Thật là nhẹ bụng. Vui quá đi. Từ giờ bà nhớ ăn chậm và nhai kỹ nhé. Xin mời người tiếp theo. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Ôi ôi đau đau, tôi đau họng. Vậy là bạn đã ăn cá mang xương. Ôi ôi đau ghê, đau lắm nè. Ồ, hãy cùng lấy xương cá ra nhanh nào. Hãy cùng rọi đèn pin để tìm xương cá và dùng nhíp để lấy nó ra nhé. Sẵn sàng rồi. Cá mập ong, nói a đi nào. À... các bạn, hãy nhanh tay lấy những cái xương cá làm đau cá mập ong ra nào. Tìm được rồi. Từ từ thôi. Làm được rồi. Còn một cái nữa kìa. Một, hai, ba. Tìm được một cái nữa nè. Đã lấy được hết xương ra rồi. Ôi không, nhìn kìa, có nhiều vết thương quá đi. Hãy cùng thoa thuốc nào. Chậm thôi. Và cẩn thận nào. Xong rồi. Đã chữa xong rồi. Cá mập ong chu đu đu tu đu, những xương cá chu đu đu tu đu, ở hồng ong chu đu đu tu đu, lấy ra rồi. Ahem, không còn đau nữa rồi. Thật may khi em đã nhanh chóng đi tới bệnh viện. Những vết thương trong họng có thể trở nặng nếu để quá lâu đó. Cảm ơn rất nhiều. Người thứ ba, cá mập đầu búa, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Ôi ôi, tôi đã nằm vào tảng đá nè. Là con trai. Ôi ôi. Đầu bạn bị sưng to, chắc rất đau. Ôi 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 ôi, rất đau. Mặt của tôi. Ôi không. Sẽ ổn thôi. Các bạn, hãy giúp cho đầu của cá mập bớt sưng nào. Đầu tiên, hãy chườm đá lên chỗ bị sưng. Mình đã chuẩn bị túi đá để chườm cho bạn. Hả? Có đến 2 túi đá. Các bạn nghĩ mình nên dùng cái nào đây? Hãy dùng túi đá màu đỏ, có những hoa văn đẹp kia nào. Đây. À, nóng quá. Ôi, đây là túi chườm nóng. Mình xin lỗi. Mình sẽ đổi sang túi đá lạnh ngay. Sẽ mát lạnh ngay thôi. Lạnh quá. Cố gắng một chút nhé. Chỗ bị sưng đang xẹp lại rồi. Được rồi, cùng thoa thuốc lên thôi nào. Ta hãy dùng một đầu tăm bông để lấy một ít thuốc nhé. Và giờ, cẩn thận thoa thuốc lên chỗ bị sưng nè. Ow, ow, ow. Bạn dũng cảm lắm. Mình sẽ dán băng cá nhân lên vết thương.
ta sẽ chọn hình nào nè? Hình ngôi sao lấp lánh hả? Được thôi. Rồi, bạn thấy thế nào? Hả? Mình nghĩ mình đã khá hơn rồi. Ca mập đầu búa, tu 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 tu, giờ thì đã tu 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 tu, chẳng còn đau, tu 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 tu, chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá, cảm ơn đã chữa cho mình hết đau nha. Về cẩn thận nhé mọi người, nhớ giữ sức khỏe nha. Ô, cảm ơn rất nhiều. Các bạn, lần sau hãy cùng mình chữa bệnh cho mọi người nữa nhé. Được chứ? Tạm biệt. Nào các bạn nhỏ, cùng ra ngoài chơi nào. Tôi là ca mập con, tôi muốn chơi đùa và ngồi cười vui trên đu quay. Tôi là ca mập con, tôi bay nè và lại ngồi trên đu quay nè. Tôi là ca mập con, tôi muốn chơi đùa và ngồi cười vui trên đu quay. Tôi là ca mập con, tôi bay nè và lại ngồi trên đu quay nè. Tôi là bé ca nhỏ, tôi muốn chơi đùa cùng bạn bè tôi chơi đá bóng. Tôi là bé ca nhỏ, tôi chơi nhanh nè và cùng bạn chơi đá bóng nè. Tôi là bé ca nhỏ, tôi muốn chơi đùa cùng bạn bè tôi chơi đá bóng. Tôi là bé ca nhỏ, tôi chơi nhanh nè và cùng bạn chơi đá bóng nè. Nào nào mình cùng chơi, mình và bạn cùng chơi. Nào nào mình cùng chơi, chơi với mình bạn nhé. Yeah! Nào nào mình cùng chơi, mình và bạn cùng chơi. Nào nào mình cùng chơi, chơi với mình bạn nhé. Tôi là bé ca đuôi nè, tôi muốn chơi đùa. Nào nào cùng chơi xếp go. Tôi là bé ca đuôi nè, tôi xếp rất cao. Nào nào cùng xếp go nè. Tôi là bé ca đuôi nè, tôi muốn chơi đùa. Nào nào cùng chơi xếp go. Tôi là bé ca đuôi nè, tôi xếp rất cao. Nào nào cùng xếp go nè. Bạn muốn chơi trò gì nào cá voi? Mình muốn chơi cùng bạn. Cùng nhau đánh răng ngoài vào trong. Lên rồi xuống. Cùng nhau đánh răng cho răng thêm chắc khỏe. Đến giờ đánh răng rồi. Mình cùng chà răng với bao con nè. Răng sang bông chi chi chi. Mình cùng chà răng với bao con nè. Răng chắc khỏe hơn. Đánh răng nào. Mình cùng chà răng với bao con nè. Xiên răng nha. La la la. Mình cùng chà răng với bao con nè. La 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 la. Mình cùng chờ răng với hà mã nè, cho răng thơm tho ha ha ha. Mình cùng chờ răng với hà mã nè, ha 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 ha. Đánh răng nào. Và mình cùng nhau đánh răng nào, sang tay tôi, a a a. Và mình cùng nhau đánh răng nào. Nói nào, a. À. Cùng nhau đánh răng ngoài vào trong. Chải răng. Cùng nhau đánh răng cho răng thêm chắc khỏe. Sạch sẽ. Cùng nhau đánh răng. Một cái là hết đau nè. Đau nè, đau nè. Hãy mau sơ cứu và nhớ đó nha. Một khi mà bé ta vô tư hay là ngã xuống đường. Ai? Ồ không, bé đau đau quá đi. Một khi mà bé ta vô tư hay là ngã xuống đường. Thôi đừng khóc nữa mà. Đau nè, đau nè. Hôn một cái là hết đau nè. Đau nè, đau nè. Hãy mau sơ cứu và nhớ đó nha. Một khi mà bé pha vô tường hay là ngã xuống đường. Ôi. Ồ không, bé đau đau quá đi. Một khi mà bé pha vô tường hay là ngã xuống đường. Thôi đừng khóc nữa mà.
Mãi khi đi ngủ, tôi luôn mơ về những thứ tôi có thể trở thành. Mình sẽ trở thành một siêu nhân đây. Mình sẽ đi giải cứu thế giới. Mình sẽ trở thành một siêu anh hùng. Mình sẽ trở thành một siêu nhân đây. Mình sẽ đi giải cứu thế giới. Mình sẽ trở thành một siêu anh hùng. Mình sẽ trở thành một ngôi sao bay. Mình sẽ bay một nơi ngoài không gian. Mình sẽ trở thành một ngôi sao bay nè. Mình sẽ trở thành một ngôi sao bay. Mình sẽ bay một nơi ngoài không gian. Mình sẽ trở thành một ngôi sao bay nè. Mình muốn trở thành Macaron. Xe cảnh sát. Khủng long nè. Còn mình thì muốn thành chiếc gió. Để mình ôm nhiều keo đây nha. Mình sẽ trở thành chiếc gió nè. Còn mình thì muốn thành chiếc gió. Để mình ôm nhiều keo đây nha. Mình sẽ trở thành chiếc gió nè. Đây, vào đây nào. Nhưng lúc mà bạn thấy mình ôi khó chịu làm sao, hãy đến nhà vệ sinh thật nhanh. Xì xì xì. Đi vệ sinh xong rồi wi 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 wi. Khi xong rồi bạn hãy nhớ xả nước vào nhà. Hãy nhớ lấy những điều này để vệ sinh cho đúng nha. Hãy nhớ lấy những điều này để vệ sinh cho đúng nha. Đừng quên rửa tay. Phiêu. Này, vào đây nào. Nhưng lúc mà bạn thấy mình ôi khó chịu làm sao, hãy đến nhà vệ sinh thật nhanh. Ý ý ý. Đi vệ sinh xong rồi ý ý ý ý ý ý. Khi xong rồi bạn hãy nhớ xả nước đó nha. Hãy nhớ lấy những điều này để vệ sinh cho đúng nha. Hãy nhớ lấy những điều này để vệ sinh cho đúng nha. Nào cùng ghi nhớ. Hãy nhớ lấy những điều này để vệ sinh cho đúng nha. Hãy nhớ lấy những điều này để vệ sinh cho đúng nha. Đừng quên rửa tay. Yay, mình giỏi chưa nè. Trái, trái, phải, phải, dừng lại, dừng. Chú ý nha. Chú ý. Khi bé muốn lên xe phải cầm chặt thanh lan can, không được đẩy bằng mình. Không, không. Nhớ nha, cài chặt dây an toàn, phải giữ đầu và tay luôn bên trong khoang xe. Luôn luôn nhớ nha, nằm chặt thanh lan can nè. Nhớ thắt dây an toàn, luôn để đầu và tay bên trong khoang xe. Luôn an toàn. Nhớ. Luôn ghi nhớ không bao giờ quên. Phải cẩn thận luôn luôn, vui vui học và nhớ. Trái, trái, phải, phải, dừng lại, dừng. Băng qua đường. Qua đường. Phải chú ý xe cộ nha. Nhìn sang bên trái, phải hai bên liên tục. Nhìn, nhìn. Chắc nha, để người lái xe nhìn được ta. Nhìn quan sát hai bên, giờ bé có thể qua đường. Quan sát hai bên liên tục, trái phải luôn phiên nha. Để người lái xe thấy ta trước khi qua đường. Luôn an toàn. Nhớ. Luôn ghi nhớ không bao giờ quên. Phải cẩn thận luôn luôn, vui vui học và nhớ. Phải luôn ghi nhớ những bài học về an toàn giao thông. Dạ con hứa. Con yêu ơi, thời tiết như thế nào? Ông trời nắng đẹp. Con yêu ơi, thời tiết như thế nào? Mây mù đen kìa. Con yêu ơi, thời tiết như thế nào? Bây giờ đang ra sao?
ơi thời tiết như thế nào? Nay trời gió nhiều. Con yêu ơi thời tiết như thế nào? Và nhiều khói bụi. Con yêu ơi thời tiết như thế nào? Bây giờ đang ra sao? Tuyết rơi. Ôi hôm nay có tuyết, hãy cùng làm người tuyết nhé. Ngày hôm nay thời tiết như thế nào vậy nhỉ? Nhiều gió nè, nhiều bụi nè. Trời chú ý và thận trọng, trời chú ý và thận trọng, bên trong và ngoài sân chú ý phải thận trọng. Và khi vui chơi ở trong nhà, có mấy thứ bạn không nên chạm. Bàn ủi không được, ổ điện không được, không được treo lên kệ cao. Tại sao? Nhà thì nguy hiểm đó. Chơi ngoài sân vườn, bạn phải luôn luôn cẩn thận, không được đứng trên, đứng trên bập bênh, không trượt cầu tuốt bằng đầu, luôn luôn chú ý đề phòng. Đề phòng gì? Coi chừng đụng bánh kha. Chào cậu bé, cháu có muốn xem túi con không? Bà bị gãy chân, cháu giúp bà với. Và rồi khi đang đi gặp chung người lạ, thân trong bà hét lớn: không, cháu không đi với ông. Thu hút mọi sự chú ý khác. Cùng nướng bánh nào. Ta nướng bánh nào bạn ơi? Chiếc bánh sinh nhật ngon thơm. Mình thích bánh ngọt, bánh ở đâu? Chúng ta sẽ làm ngay thôi. Thật chứ? Ta cùng cho bột vào. Ta hay cho bột vào. Cho ít đường. Ta hay cho ít đường. Cho thêm quả trứng và bơ nè. Trộn, trộn và trộn đều. Nhanh lên ta cùng trộn đều. Và nướng bánh ngay trong lò nè. Cho vào một cái tô. Trộn, trộn, trộn đều. Cho vào trong lò nướng nè. Nướng, nướng, nướng xong rồi. Ta cùng cho bột vào. Ta hay cho bột vào. Cho ít đường. Ta hay cho ít đường. Cho thêm quả trứng và bơ nè. Trộn, trộn và trộn đều. Nhanh lên ta cùng trộn đều. Và nướng bánh ngay trong lò nè. Cùng làm thêm cái nữa nha. Ta nướng bánh nào bạn ơi? Chiếc bánh sinh nhật ngon thơm. Mình thích bánh ngọt, bánh ở đâu? Chúng ta sẽ làm ngay thôi. Thật chứ? Ta cùng cho bột vào. Cho bột vào. Ta cùng cho ít đường. Ta hay cho ít đường. Cho thêm quả trứng và bơ nè. Trộn, trộn và trộn đều. Nhanh lên ta cùng trộn đều. Và nướng bánh ngay trong lò nè. Cho vào một cái tô. Trộn, trộn, trộn đều. Cho vào trong lò nướng nè. Nướng, nướng, nướng xong rồi. Ta cùng cho bột vào. Ta cùng cho ít đường. Ta hay cho ít đường. Cho thêm quả trứng và bơ nè. Trộn, trộn và trộn đều. Nhanh lên ta cùng trộn đều. Và nướng bánh ngay trong lò nè. Vậy là đã hoàn thành xong. Chiếc bánh sinh nhật ngon thơm. Trông ngon quá. Thật hoàn hảo. Đúng vậy. Ta cùng ăn thôi. Chưa được. Ông đu 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 cá mập, ông đu 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 đu
trăng sao đã bay lên cao, rạn san hô đã thôi xôn xao, màn đêm buông xuống ôi nhiệm màu, đã đến giờ đi ngủ. Chúc mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon nhé con yêu. Chúc ba ngủ ngon. Yêu con nhiều. Đồ chơi ơi hãy ngủ nhanh đi, chìm sâu trong giấc mơ diệu kỳ, màn đêm buông xuống ôi lung linh, đã đến giờ đi. Đẹp nha thiên thần nhỏ. Chúc ông ngủ ngon. Ngủ ngon nha cháu yêu. Màn đêm đang hát lên câu ru, đã đến giờ đi ngủ. Tum 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 tum. Bạn ơi, hôm nay bạn buồn phiền hay vui? Mình vui lắm đây. Mình vui lắm đây. Tại sao? Nhìn những bông hoa khoe sắc, ôi vui sướng quá đi thôi. Có những lúc vui buồn giận nhưng chẳng sao cả. Bạn thế nào? Bạn thế nào? Vui buồn hay bực mình, vui buồn hay bực mình. Mình vui lắm. Mình giận lắm. Mình buồn lắm. Này bạn ơi, hôm nay bạn buồn phiền hay vui? Mình giận lắm đây. Mình giận lắm đây. Tại sao? Em trai mình đã làm hư đồ chơi. Mình giận lắm biết không nào. Có những lúc vui buồn giận nhưng chẳng sao cả. Vui buồn hay bực mình, vui buồn hay bực mình. Mình vui lắm. Mình giận lắm. Mình buồn lắm. Này bạn ơi, hôm nay bạn buồn phiền hay vui? Mình buồn quá. Mình buồn quá. Tại sao? Trời đổ mưa chẳng thể đi chơi. Mình buồn quá đi thôi. Có những lúc vui buồn giận nhưng chẳng sao cả. Mình vui buồn hay bực mình. Mình vui lắm. Mình giận lắm. Mình buồn lắm. Ôi không, vi khuẩn. Tròn tròn to to bông xà phòng, trà và xoa giống như mình. Tay phải rồi sang tay qua tay trái, rửa sạch tay ở mọi nơi. Lòng bàn tay từ trái sang phải, chà bàn tay giống như mình. Lật bàn tay rồi chà mắt sau, khắp mọi nơi từ bàn tay. Một rồi hai ba dưới những ngón tay, gặp lại rồi xoa giống như mình. Và đừng quên vệ sinh cá mông, khắp mọi nơi từ bàn tay. Rửa sạch tay, tránh xa vi khuẩn. Vi khuẩn cùng bụi đất. Tạm biệt. Tròn tròn to to bông xà phòng, chà và xoa giống như mình. Tay phải rồi sang tay qua tay trái, rửa sạch tay ở mọi nơi. Rửa sạch tay ở mọi nơi. Kìa bạn ca ngựa, kìa bạn ca ngựa. Chào bạn đi, chào bạn đi. Bạn khỏe không ơi bạn hiền, bạn khỏe không ơi bạn hiền. Vâng cảm ơn, vâng cảm ơn.
sáng bạn nhỏ. Chúng mình sẽ giúp bạn chải răng nha. Thật chứ? Chải sạch răng, chải sạch răng, chải răng cho thật đều bạn nha. Sáng một lần nè và một lần buổi tối. La 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 la, chải răng nào. Chải răng nào. Chải răng nào. Chải răng nào. Wow, thật sáng bóng. Ta xỉa răng, ta xỉa răng, xỉa răng cho thật sạch bạn nhé. Xong rồi nào mình cùng soi gương. Xong rồi. La 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 la, xỉa răng nào. Xỉa răng nào. Xỉa răng nào. Xỉa răng nào. Răng đều và kiên ngăn cảm cúm, da, thịt và rau củ quả. Ăn vào thật nhiều dinh dưỡng là ăn. Tiêm phòng cảm cúm mỗi năm một lần. Tiêm phòng cảm cúm vào mỗi năm. Xông lên bạch cầu nha, chiến đấu chiến đấu chiến đấu, bắt hết virus gây bệnh xấu xa. Dora, mình làm quen nhờ. Chào bạn. Chào nè. Xin chào Dora. Chào bạn hiền nè. Chào bạn thân yêu. Vui được làm quen. La 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 la, vui khi gặp bạn Dora. Mình làm quen nha. Mình cũng làm quen nha. Rất vui được làm quen. Rất vui được làm quen. Chào các bạn nhé, đây là Dora. Nào các bạn, chào mừng bạn mới đi. Chào bạn, chào nè, chào bạn Dora. Chào bạn hiền nè, chào bạn thân yêu, vui được làm quen. La 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 la, vui khi gặp bạn Dora. Mình làm quen nha. Mình cũng làm quen nha. Các bạn nhé, đây là Dora. Nào các bạn, chào mừng bạn mới đi. Chào bạn, chào nè, chào bạn Dora. Chào bạn hiền nè, chào bạn thân yêu, vui được làm quen. La 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 la, vui khi gặp bạn Dora. Mình làm quen nha. Mình cũng làm quen nha. Rất vui được làm quen. Rất vui được làm quen. Các bạn nhé, đây là Dora. Nào các bạn, chào mừng bạn mới đi. Chào bạn, chào nè, chào bạn Dora. Chào bạn hiền nè, chào bạn thân yêu, vui được làm quen. La 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 la, vui khi gặp bạn Dora. Mình làm quen nha. Mình cũng làm quen nha. Rất vui được làm quen. Rất vui được làm quen. Rửa tay thôi, tu 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 rửa tay thôi, tu 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 hãy rửa tay. La
sẽ không sao. Sẽ không sao. Sẽ không sao. Ta an toàn. Nào ta giữ sức khỏe, sức khỏe, sức khỏe. Nào ta giữ sức khỏe, sức khỏe, sức khỏe. Nào ta giữ sức khỏe của ta, của ta. Giữ gìn sức khỏe. Oh yeah. Ôi bẩn quá, đi tắm thôi. Hãy cùng tắm thôi nào, hãy cùng tắm thôi nào. Ngâm nước, ngâm nước. Vui quá nè. Ta cùng tắm thân sạch khắp từ đầu đến chân nào. Bong bóng, bong bóng. Vui quá nè. Nhìn nè, con có đâu nè. Ta xả nước thôi nào, ta xả nước khắp. Rửa. Chà chà chà. Bước ba xả nước. Xả nước nè. Achi. Đừng quên rửa mặt sạch nha. Tắm thôi. Vui quá nè. Cùng ghi nhớ. Dù bạn ở đâu, dù đi cùng ai, cùng ghi nhớ. Cẩn thận nào. Hãy nhớ những điều này để đi thang cuốn an toàn. Hãy đứng theo từng bậc và nắm lấy lan can. Khi đứng trên thang hãy nhớ có dây dày. Ôi không, đừng chạy đùa, ngã đây không được. La 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 la. Bước khỏi thang cẩn thận nào. Giỏi lắm. Hãy nhớ những điều này khi đi thang máy nào. Nhấn nút chỉ một lần và chớ nên vui đùa. Hãy nhớ cẩn thận chớ để cái tay nào. Ôi không, đừng dựa, ngã đây không được. La 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 la. Nhấn chuông khi gặp sự cố. Bạn có sao không? Hãy nhớ những điều này với chiếc xe đầy siêu thị. Ngay ngắn ngồi vào chớ có đu đưa chè rè. Hãy giữ chặt nào, hãy nắm lấy tay cầm. Không không nên đứng trên xe, ngã đây không được. La 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 la, chờ người lớn sẽ tới giúp. Bạn bước xuống. Cùng chuẩn bị bữa tiệc nào. Các con có thể giúp thầy không? Học trò ngoan ơi, hãy giúp thầy được không? Dạ được. Học trò ngoan ơi, hãy giúp thầy được không? Dạ. Cùng nhau trang trí căn phòng, hãy mau giúp thầy. Này các con ơi, hãy giúp thầy được không? Học trò ngoan ơi, hãy giúp thầy được không? Dạ được ạ. Để con giúp thầy. Học trò ngoan ơi, hãy giúp thầy được không? Dạ xin lỗi thầy, tay con bận rồi. Con xin lỗi. Học trò ngoan ơi, hãy giúp thầy được không? Hả? Học trò ngoan ơi, hãy giúp thầy được không? Dạ được. Cùng nhau thôi bong bong nào, hãy mau giúp thầy. Này các con ơi, hãy giúp thầy được không? Dạ được ạ. Cùng trang trí bên ngoài nào. Các con có thể giúp thầy được không? Học trò ngoan ơi, hãy giúp thầy được không? Dạ được. Học trò ngoan ơi, hãy giúp thầy được không? Dạ. Cùng nhau trang trí bên ngoài, hãy mau giúp thầy. Này các con ơi, hãy giúp thầy được không? Học trò ngoan ơi, hãy giúp thầy được không? Dạ được ạ. Để con giúp thầy. Học trò ngoan ơi, hãy giúp thầy được không? Dạ xin lỗi thầy, tay con bận rồi. Con xin lỗi. Học trò ngoan ơi, hãy giúp thầy được không? Hả? Học trò ngoan ơi, hãy giúp thầy được không? Dạ được. Đặt những bông hoa xinh đẹp khắp nơi đi nào. Này các con ơi, hãy giúp thầy được không? Dạ được ạ. Thầy ơi giúp con với. Bữa sáng sẵn sàng rồi. Ăn bánh mì không con? Dạ vâng ca mập ông. Dạ
yum yum yummy yummy yum 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 yum. Bố mai nè con. Dạ vâng bà ơi. Yum yum yummy yummy yum 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 yum. Ăn trái cây nè con. Dạ vâng ca mập ba. Yum yum yummy yummy yum 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 yum. Ôi xin lỗi, xin hãy cho con trái cây, xin hãy cho con nhiều trứng, xin hãy cho con sữa nè, xin hãy cho con nhiều và thật nhiều. Ăn côn trùng nè con. Dạ vâng mẹ ơi. Hả? Không. Ôi không, cảm ơn. Chơi từng người một thôi theo thứ tự. Yeah! Chơi vui từng người một. Vâng ạ. Chơi từng người một thôi theo thứ tự. Yeah! Chơi vui từng người một. Vâng ạ. Bên nhau ta vui đùa. Chơi theo thứ tự nhé. Bên nhau ta vui đùa. Thay phiên nhau cùng chơi. Vui chơi từng người một. Thay phiên từng người một. Vui chơi từng người một. Người một thôi. Yay! Bên nhau ta vui đùa. Chơi theo thứ tự nhé. Bên nhau ta vui đùa. Thay phiên nhau cùng chơi. Vui chơi từng người một. Thay phiên từng người một. Vui chơi từng người một. Từng người một thôi. Yay! Tới bạn đó. Từng người một. Từng người một. Vui chơi từng người một. Từng người một. Từng người một. Thay phiên từng người một. Từng người một. Từng người một. Vui chơi từng người một. Từng người một. Từng người một. Thay phiên từng người một. Bên nhau ta vui đùa. Chơi theo thứ tự nhé. Bên nhau ta vui đùa. Thay phiên nhau cùng chơi. Vui chơi từng người một. Thay phiên từng người một. Vui chơi từng người một. Từng người một thôi. Hey! Bên nhau ta vui đùa. Chơi theo thứ tự nhé. Bên nhau ta vui đùa. Thay phiên nhau cùng chơi. Vui chơi từng người một. Thay phiên từng người một. Vui chơi từng người một. Từng người một thôi. Hey! Tới lượt mình. Cùng nhau sẵn sàng nào. Ai muốn trước đây? Mau đến đây rửa mặt thật sạch. Mau đến đây rửa mặt thật sạch. Mau đến đây rửa mặt thật sạch. Sẵn sàng bạn nhé. Mình có thể tự rửa mặt nè. Mình có thể tự rửa mặt nè. Mình có thể tự rửa mặt nè. Cùng sẵn sàng nào. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Rửa mặt thật sạch nhé. Khoan đã. Mau đến đây chải tóc thật đẹp. Mau đến đây chải tóc thật đẹp. Mau đến đây chải tóc thật đẹp. Sẵn sàng bạn nhé. Mình có thể tự chải tóc nè. Mình có thể tự chải tóc nè. Mình có thể tự chải tóc nè. Cùng sẵn sàng nào. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hãy cùng chải tóc. Ăn trưa nào. Cho con xin một phần sandwich. Hãy cho con bánh sandwich này. Cho con xin một phần sandwich. Rất cảm ơn thầy thân yêu. Cho con xin một phần mì. Hãy cho con đĩa mì này. Cho con xin một phần mì. Rất cảm ơn thầy thân yêu. Cho con xin nước trái cây đi. Con xin. Con xin. Cho con xin ít trái cây đi. Con xin. Con xin. Của bạn nè. Cho con xin một phần salad. Hãy cho con đĩa salad này. Cho con xin một phần salad. Rất cảm ơn thầy thân yêu. Cho con xin một phần pizza. Hãy cho con bánh pizza này. Cho con
thân yêu. Giờ thì dùng tráng miệng nào. Cho con xin một phần kem với, hay cho con xin ly kem này. Cho con xin một phần kem với, rất cảm ơn thầy thân yêu. Cho con xin kẹo ngọt được không, hay cho con xin một ít kẹo. Cho con xin ít kẹo được không, rất cảm ơn thầy thân yêu. Cho con xin nước trái cây đi. Con xin, con xin. Cho con xin ít trái cây đi. Con xin, con xin. Của bạn nè. Cho con xin một phần bánh với, hay cho con một phần bánh ngọt. Cho con xin một phần bánh với, rất cảm ơn thầy thân yêu. Cho con xin một phần bánh với, hay cho con bánh quy ngon tuyệt. Cho con xin một ít bánh quy, rất cảm ơn thầy thân yêu. Xa, chà chà rồi xa, khắp các nơi đầu đôi chân xa, thích lắm nha. Xa xa bông bông xà phòng, xa lên vai, đều cả hai xa xuống hai chân, xoa lên hai đầu môi, xoa tóc thật nhẹ nhàng, thật sạch sẽ. Tâm mát ôi vui ghê, yay 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 yay. Chà chà và xa, chà chà rồi xa, khắp các nơi đầu đôi chân xa, thích lắm nha. Nước bật thật mạnh văng tung tê. Thật nhiều chơi chung nhé, tắm với nước cùng xà phòng sạch sẽ quá. Tâm mát ôi vui ghê, yay 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 yay. Chà chà và xa, chà chà rồi xa, khắp các nơi đầu đôi chân xa, thích lắm nha. Chà chà và xa, chà chà rồi xa, khắp các nơi đầu đôi chân xa, thích lắm nha. Tạm biệt thôi. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt thôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Con không muốn về đâu. Này bé yêu, hãy chào tạm biệt thôi. Chào nhau và hứa sẽ gặp lại sau. Ngày hôm nay thật là vui ghê. Xin chào các bạn, sẽ gặp lại sau. Nào ta cùng nhau chào tạm biệt thôi. Và ta cùng hứa sẽ gặp lại sau. Ngày hôm nay thật là vui ghê. Hãy cùng chúc nhau luôn bình an. Một, hai, ba, bốn, năm. Mình tìm nha. Bạn ở đâu, bạn ở đâu? Mình đi tìm đây. Tìm nhé. À,
chưa? Vâng, xong rồi. Bạn đã mặc quần xong chưa? Vâng, xong rồi. Bạn đã mang giày xong chưa? Đã xong rồi. Cùng nhau đi thôi nào, được rồi. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Pinpon trên YouTube.